mẫu MPV đa dụng rẻ nhất phân khúc đã có mặt tại đại lý để bàn giao, tới khách cùng chế độ bảo hành lên đến 5 năm. Mẫu MPV có giá bán có 3 phiên bản tiêu chuẩn, X và X cao cấp với giá bán từ 489 triệu 556 triệu và 599 triệu. Màu sắc gồm 5 màu cơ bản là trắng đỏ đen bạc xám và 2 màu đặc biệt là trắng mờ vàng mờ. Phần đầu xe nổi bật với thanh đèn LED trải dài toàn chiều rộng, trong khi ở phía dưới là cụm đèn pha full LED được thiết kế tách rời khá lớn chiếm gần hết cản trước, kết hợp với hệ thống cảm biến trước tăng khả năng an toàn khi vận hành. Hyundai Stargazer X mới được thiết kế thể thao, nam tính và sắc sảo hơn, phù hợp hơn với xu thế hiện nay. Sở hữu kích thước tổng thể dài rộng cao tương ứng 4.495mm, 1.815mm, 1.710mm cùng khoảng sáng gầm xe 200mm. Phía cột chữ A thiết kế hình tam giác độc đáo, đảm bảo khả năng quan sát rộng cho tài xế. Mẫu MPV này sở hữu vòm bánh xe vuông vức, mâm xe hợp kim hiện đại có kích thước 205/50:17, tối ưu cho cảm giác vận hành êm ái. Cụm đèn hậu phía sau được thiết kế bắt mắt với các khối hình tam giác kết hợp với nhau. Ở phía sau, cụm đèn hậu tạo hình tam giác, kết hợp với kính chắn gió phía sau và được nối liền với nhau, thông qua một thanh đèn LED tạo thành logo chữ H khổng lồ đặc trưng. Hyundai Stargazer X đạt chiều dài cơ sở 2.780mm lớn hàng đầu phân khúc. Kích thước này giúp xe sở hữu không gian nội thất tiện nghi, được bố trí các trang bị tiện ích một cách khoa học, tối ưu cho cả 7 chỗ ngồi, giúp mọi vị trí trên xe đều có được cảm giác thoải mái nhất khi di chuyển. Bên trong cabin, Hyundai Stargazer X có hệ thống ghế ngồi bọc da mới với đường chỉ khâu màu đỏ làm điểm nhấn, và hoa văn ở phía trên bên phải của lưng ghế. Phần viền bằng đồng hồ đã được làm thấp xuống. Stargazer là chiếc xe đầu tiên trong phân khúc MPV cỡ nhỏ hỗ trợ Apple CarPlay Android Auto, không dây cùng hệ thống âm thanh Bose cao cấp với 8 loa và ampli rời mang tới trải nghiệm thực sự thú vị. Các trang bị nổi bật trên Hyundai Stargazer X có hệ thống âm thanh Bose trên bản Prime cao nhất, bảng đồng hồ kỹ thuật số giống Predator, phanh tay điện tử, bộ sạc điện thoại không dây. Stargazer X sở hữu khoảng để chân hàng ghế sau rộng, cùng với đó 4 cánh cửa đều có khoảng mở rộng. Stargazer sở hữu được thoảng để chân hàng ghế sau rộng, 4 cánh cửa đều có khoảng mở rộng, góc chữ A có tầm quan sát tốt. Về động cơ, Hyundai Stargazer X sở hữu dung tích 1.5 hút khí tự nhiên, cho công suất 113 mã lực, mô men xoắn 144 Nm. Sức mạnh được truyền tới các bánh trước thông qua hộp số biến thiên thông minh IVT, là tên của Hyundai đặt cho CVT. Gói an toàn Smart Sense Aiders của thương hiệu vẫn xuất hiện trên Stargazer X.